Khánh Hoàng xin kính chào quý cô chú anh chị. Hiện tại thì Khánh Hoàng đang ở nhà của Diễm My đó cô chú anh chị. Buổi tối hôm nay là sẽ đưa Diễm My về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Hiện tại thì bây giờ cũng là 10 giờ phía của chú anh chị. Mấy chú đầu tì cũng đang đến là chuẩn bị. Trong này cũng có mấy anh em YouTube cũng đến. Trong thì đang chuẩn bị đợi mai táng của chú anh chị. Mai táng đang di chuyển ra của chú anh chị. Và mình bên kia thì có chiếc xe sẽ di chuyển ra lộ lớn. Xe đó di chuyển ra ngoài lộ chứ chị. Không được.
từ từ hẹp rồi đi luôn. Đường đi rất là khó khăn của chúng chị. Lấy xuống đốt luôn đi anh tự. Lấy đốt quá đi. Rồi đi hơn đi vô đi.
cầm qua. Ôi lắm. Để đưa tiền cho Nhi. Để cho tôi. Chưa lấy 3 cây nữa. Với hai mình đi này bán mấy đầu sậy nè, đầu sậy này rất là nhọn nè. Không tối hết, mình tuồn tận. À mang ghép á, mang ghép nó đi. Chưa 3 cây thôi. Vậy. Ba cây những khi hết gian đốt ra về cũng dông về quá tiền thì quá tiền thiếu mà rồi điều chưa rồi hương theo gió mây ngào ngạt hương sông cùng cõi lạ hương linh nghe được hay về đây thượng truyền thành khởi thân lễ hương linh tam bái dương thiên tịnh tự thiên tai tam thiên tánh không ban đức lợi nhân thiên tham giới quảng tân duyên diệt tội tiêu kiên quả diệm quả hồng liên nam mô thanh vương địa bồ tát Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát, Diệu Cảm Thổng Trì Bất Động Thôn Ma Thủ Lăng Nghiêm. Vương Thái Nghi Hữu Tiêu Ngà Ưng Kim Điên Đạo Tưởng Bất Lịch Tăng Kỳ Hoạch Pháp Tăng Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Vương Hoàng Độ Như Thị. Hàng xa chung tượng tử thâm tâm phụng trần sát thị tất danh vi báo phận ân phụng thành thái tôn vị chứng minh ngũ trượng an tế đệ tiên ngọc. Như nhân chung vị sanh thành phận chung bất ngư tự thủ nay hoàng đại hùng đại lực đại từ bi nghi cách tâm trừ vi tế hoặc linh ngã bảo đăng vô thượng giác. Ư thậm vương giới tọa đạo tràng thân nhã ra tâm cả tiểu vong thước cha ra tâm vô động chuyển nam mô thượng trụ thậm vương Phật. Nam mô thượng trụ thậm vương pháp, Nam mô thượng trụ thậm vương tăng, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phật Định Thủ Lăng Nghiêm. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát, Nhĩ Thời Thế Tôn Tùng Nhục Thế Chung Vọng Bá Bảo Quang Quang Chung Vọng Xuất Tiên Diệp Bảo Liên Ngũ Hóa Như Lai. Tòa Bảo Hoa Chung Đình Phong Thập Đào Ba Bảo Quang Minh Nhân Nhất Quang Minh Dài Biến Thị Hiện Tâm Hằng Hà Sa Kim Cang Bực Tích Tình Sơn Trì Sử Biến Ngư Công Giới Đại Chúng Ngưỡng Quang Quý Quái Kim Bảo Cầu Phận Ai Hữu Nhân Tâm Thinh Phận Vô Mì 23 tuổi Ngưỡng Quang Như Lai Tiên Tiến Thần Chú Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phận Bồ Tát. Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phận Bồ Tát. Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phận Bồ Tát. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mận Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát. Anh Nam Ma Nhã Ba La Mận Đa Tâm Chiêu Kiên Ngộ Quán Giai Công Độ Nhân Thiên Cầu Anh Sa Lợi Tử Thân Bất Dị Công Cộng Bất Dị Thân Thân Tứ Thị Công Cộng Tứ Thị Tắc Ba Tướng Thành Thân Diện Phục Như Thị Sa Lợi Tử Thầy Chư Phó Âm Công Tương Ba Sanh Bân Dị Quang Cấu Phó Tịnh Bất Tăng Bân Chánh Thị Phó Công Trung Bồ Tát Vô Thọ Tường Thành Thức Vô Nhạc Nhị Tỷ Thiện Tân Ý Vô Sắc Thân Hương Vị Tung Pháp Này Chí Vô Vị Thân Giới Vô Vô Minh Diệt Vô Vô Minh Tần Này Chí Vô Lào Tử Diệt Vô Lào Tử Tận Vô Khổ Tâm Diện Đạo Vô Đăng Cố Bồ Đề Y Ban Nhã Ma La Mận Đa Cố Tâm Vô Quay Ngài Vô Quay Ngài Cố Vô Hộ Cùng Bố Diễn Đi Điên Đạo Vòng Tự Cô Cách Niết Bàn Tâm Thấy Chư Phật Y Ban Nhã Bồ Đề Cô Chi Ban Nhã Ma La Mận Đa Thì Đại Thần Chô Thì Đại Minh Chô Thì Vô Thượng Chô Thì Vô Đăng Đăng Chô Năng Trừ Nhân Thiết Cổ Chở Bất Hư Cô Thiên Ba Nhã Ba La Mận Đa Chô Thiên Chô Viên Yên Đại Yên Đế Ba La Yên Đế Ba La Tăng Yên Đế Bồ Đề Ta Ba Yên Đế Yên Đế Ba La Yên Đế Ba La Tăng Yên Đế Bồ Đề Ta Ba Yên Đế Yên Đế Ba La Tăng Yên Đế Bồ Đề Ta Ba Thần Kim Sang A Tương Hà Quang Minh Vô Đặng Luân A Bạch Hà Quyến Chuyện Ngũ Tu Di Tham Mộng Trần Thanh Tứ Đại Hại A Quang Trung Quá Phận Vô Sô Ân A Quá Bồ Tát Chúng Diệt Vô Biên A Tứ Thập Bát Nguyện Độ Chúng Sanh
Cô bấm hàm linh đăng bỉ ngạn Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn hương linh A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nơi hờ tự linh giả quay về nghe Yeah.